Tường Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Đẹp để tự tin, được phát sóng vào lúc 21:50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Thiệt tình đó là nhiều khi Vi nè, Vi tự hỏi là tại sao chỉ có mỗi cái làn da thôi mà có quá nhiều vấn đề đi. Nào là mụn rồi nám rồi sạm rồi lỗ chân lông to rồi tàn nhang rồi mụn. Quá nhiều vấn đề mà nhiều khi mình xử lý thì lại để lại rất là nhiều rủi ro, thâm, sẹo rồi liên quan đến thẩm mỹ mà chị em phụ nữ của chúng ta chỉ cần một cái vết chút xíu hay là cái gì thôi là mất tự tin trong giao tiếp liền luôn. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem tiểu phẩm để xem nhân vật của chúng ta đang gặp phải vấn đề gì cần xử lý nha. Ôi đẹp quá ta ơi, ước gì mẹ có tiền ha, mẹ thay hết mấy cái nội thất trong nhà giống như cái này đã giữ ta. Tự nhiên à, mình đang thèm ăn thèm ăn hải sản quá. Chiều nay phải nói mẹ dắt đi ăn hải sản. Ủa mẹ vô luôn hả? Con mới nói cái gì? Con nói là chiều nay nói mẹ dắt đi ăn hải sản. Quên liền cái ý định đó. Cái gì? Sao vậy? Sao vậy? Cô quên là cô mới vừa qua một cái đợt là thẩm mỹ hả cô? Thẩm mỹ về da, da dẻ, cơ địa cô còn yếu nhớt, giống như một con cua lột vậy đó. Con nghĩ sao đi ăn hải sản? Trời ơi, quên liền cái ý nghĩ đó. Trời ơi, con nói thiệt á, con đi làm da mặt thôi mà mẹ nói giống như con tưởng con mới sanh em bé xong á. Da dẻ cô còn yếu ớt như một con cua lột. Thôi, ngồi im, quay mặt cho tôi coi. Trời đất ơi, con ơi là con, ở nhà có đi đâu mà sao ma cái dê gì như vậy hả? Mẹ ơi, không phải con mà không đánh phấn, đánh mặt, đánh mày, đánh son nữa con không có tự tin. Với lại con thấy cái da của con á, nó sưng, nó đỏ quá nên con lấy phấn con dặm bớt cho nó đỡ sưng. Trời ơi, đỡ cái gì, ở nhà có ai thấy đâu, phải đi chích da nó thông rối chứ, thì khổ ghê luôn vậy đó. Mà mẹ cũng kỳ, chỉ làm da chút xíu mà hôm nay nó cũng làm đỡ bớt phần nào, chỉ còn mấy cái mảng ngứa nhỏ nhỏ chưa gãi được thôi. Không được gãi. Trời ơi, có nghĩa là cứ để yên mà vậy, con gái con đứa được cái bản mặt. Trời ơi, đi làm da cho đẹp rồi mà không có để ý. Tôi nói cho mấy cô biết nghe, cái đồ ăn lên men, thí dụ như là nước tương cũng không được ăn nè, rồi đồ chua cũng không được ăn nè, mắm cũng không được ăn nữa nè, nghe chưa? Con nói thiệt đó nha, con làm da xong á, người ta không có dặn con cái gì kỹ lưỡng hết trơn. Tôi nói cho cô nghe, nhiều người cũng ý y như cô vậy đó, ở ăn thèm cái gì ăn cái nấy đó. Một thời gian sau không chịu chăm sóc bản thân thì nó sẽ là thâm, nám, trời ơi, sạm, trời ơi, sẹo. À, quên, trời ơi, cái gì vậy? Quên ra, cái gì vậy? Trời ơi, mặc đồ thể dục, đừng nói tôi là đi tập thể dục nha. Con mới đi tập thể dục về rồi đó. À, trời đất ơi, sao cái gì? Sao đi rồi mẹ không hay? Rồi có che chắn gì chưa? Đâu có thì mặc vậy đi ra rồi mà. Trời ơi, con ơi là con ơi. Bây giờ mà con đi ra đường con không che chắn là bụi, mồ hôi, nó sẽ làm cho vết thương con nó bị tổn thương. Hiểu chưa cô? Tại sao vậy, cô là con gái con đứa mà cô không kỹ? Tôi là mẹ, tôi không làm mà tôi còn kỹ hơn cô. Trời ơi, mẹ không nhắc thì thôi chứ mẹ nhắc giờ con ngứa. Nói đi. Ngứa. Trời ơi, con khổ mẹ ghê luôn á. Mẹ kỹ con chưa từng thấy. Nếu như mà mình vừa làm da nè, hay mình vừa lăn kim nè, hoặc là mình vừa đi bắn mụn thịt nè, hay là mình vừa đi trị sẹo rỗ, sẹo lồi, sẹo lõm nè, hoặc là mình đi bắn laser nè, phải có một cái chế độ gọi là chăm sóc da đặc biệt. Đúng. Nhưng mà theo những cách của mẹ mình nói á, thì không biết có chính xác hay có đủ chưa ta. Vậy là quý vị cũng đã thấy rõ rồi, vấn đề của nhân vật của chúng ta đó là chăm sóc sau thủ thuật thẩm mỹ như thế nào là đúng. Mọi người đừng có tưởng là cái việc chăm sóc không quan trọng nha, tại vì nó hỗ trợ trong cái việc điều trị rất là nhiều. Mình phải chăm sóc đúng cách thì cái việc điều trị của chúng ta mới có kết quả tốt. Như vậy thì chăm sóc như thế nào để hiệu quả? Đó là một câu hỏi tuy là đơn giản nhưng mà coi bộ là không đơn giản một chút xíu nào nha. Như vậy thì hôm nay chương trình Đẹp để tự tin đã mời đến bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, chuyên khoa da liễu của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, có thể giúp cho quý vị có thể giải đáp tất tần tật những thắc mắc về vấn đề thủ thuật thẩm mỹ sau đây.
Chào quý khán giả đang xem chương trình Đẹp để Tự Tin. Một lần nữa chào em Tường Vi xinh đẹp. Xin cảm ơn chị. Chị ơi, bây giờ những cái thủ thuật thẩm mỹ nào mà chúng ta cần phải chăm sóc kỹ lưỡng chị? Nó có hai cái loại thủ thuật em. Một cái loại là không xâm lấn và một loại là có xâm lấn. Yeah. Thì cái loại không xâm lấn, ví dụ như mình làm IBL là không xâm lấn. Ví dụ như mình điện chuyển ion, đưa vitamin C vào da, đưa những dưỡng chất vào da là không xâm lấn. Còn những cái ví dụ như mình lăn kim, mình lột da, mình dùng laser vectional, mình căng da là những cái có xâm lấn. Thì để cho Tường Vi và các bạn dễ hình dung thì chúng ta cứ nghĩ như vậy nè, những cái gì mà nó là một vết cắt, những cái gì là một vết đốt, những cái gì có chảy máu, những cái gì có đóng mài thì nên đó là những là cái những cái gì mà làm mình đau đó. Đó thì những cái đó là những cái cần phải chăm sóc, là vì nó làm tổn thương cái hàng rào bảo vệ da. Yeah. Mặc dù đây là một cái tổn thương có chủ đích và nó mang lại một cái mục đích điều trị, nhưng mà em á, lâu lâu em vẫn nghe cái câu vậy nè, tại cơ địa. Thì cái vấn đề cơ địa này nó góp phần bao nhiêu phần trăm cho cái việc thành công của một ca điều trị hả chị? Một cái vết thương mà đẹp nó sẽ lệ thuộc vào một cái là cái vết thương đó nó như thế nào. Vết thương sắc gọn nó sẽ đẹp hơn một cái vết thương nham nhở chà xát. Và còn một cái đó là vấn đề cơ địa. Có những cái thể trạng của cái người đó, mỗi lần mà có một cái chấn thương, cái chấn thương nó đơn giản, chỉ cần là bạn đó dùng cái nhíp nhổ cọng râu thôi là ở cái chỗ đó vẫn có thể thành sẹo lồi, tức là kích thích là nó lồi, mà sẹo lồi thì rất là khó chữa. Thì đa phần các bác sĩ trước khi mà tiến hành những cái thủ thuật đó, người ta đều hỏi về cái tiền sử có sẹo lồi hay không. Tuy nhiên cũng có một cái chia sẻ vui với các bạn và Tường Vi như thế này, không phải là cái cơ địa sẹo lồi rồi chỗ nào nó cũng lồi. Ở trong vùng cơ thể của mình thì cũng có những nơi nó lồi, nơi không nha. Ví dụ như là ở trước ngực mình nè, ngay trước xương ức nè là nó lồi nè. Cái chỗ mình trồng trái ở bắp tay nó lồi nè. Ở trên vai mình nó lồi, ở đầu gối, ở cùi chỏ mình nó lồi. Và vùng trên mặt mình, cái vùng hàm dưới này nè, là cái vùng dễ có sẹo lồi. Nhưng nếu mà Tường Vi và các bạn cắt mí mắt, cắt da dư mí trên nè, các bạn treo chân mày nè, thì các bạn hãy vui, chỗ đó lại không lồi. Nó hiếm lắm. Như vậy thì cái việc chăm sóc da của mình sau khi mà mình đã phẫu thuật thẩm mỹ này kia thì nó có khác như là cái bước chăm sóc da bình thường không bác sĩ? Nó sẽ khác ở cái chăm sóc da bình thường, ở cái chỗ đó là đây là chúng ta đang chăm sóc cho một vết thương. Cái vết thương đó nó khác, nó bị mất đi cái hàng rào bảo vệ da rồi, cho nên là nó cần phải được giữ ẩm tốt. Nó cần phải được tránh nắng kỹ hơn là so với mức bình thường. Và thay vì là bởi những cái kem làm sáng, bởi những cái kem chống lão hóa bình thường mình hay dùng, thì đang ở cái vết thương đó, nó sẽ là cái thuốc để giúp làm lành thương trước. Và đồng thời sau đó đó là theo sau có thể hỗ trợ bằng những cái kem chống nắng ở bên ngoài nếu mà dùng vào ban ngày. Nếu mà với những cái can thiệp ví dụ như là laser, ví dụ như là lăn kim, thì trong vòng khoảng là một tuần đầu là hạn chế bôi những cái thuốc mà nó gây kích ứng. Một số cái thuốc gây kích ứng như nó làm đẹp da, nhưng mà trong trường hợp đó mình giảm đi để cho nó đừng có bị thêm những cái tình trạng kích ứng trên sẹo. Như vậy thì tốt nhất là em thấy là nếu mà mình mà vừa có những cái can thiệp thủ thuật thẩm mỹ ở trên da thì khoan tới dùng những cái bước dưỡng đã, để cho nó ổn định rồi từ từ dưỡng cho nó đẹp sau cũng không muộn, đúng không bác sĩ? Đúng rồi em. Nhưng mà hồi nãy giờ em thấy bác sĩ nhắc rất là nhiều lần về cái chuyện laser. Ta sử dụng laser bây giờ nó khá là phổ biến. Khi mà chúng ta chăm sóc sau khi mà điều trị thì nó có khác gì không ạ? Laser nó có hai loại. Một cái loại là nó ít xâm lấn. Ví dụ như là IBL hay là những cái laser nó tẩy sắc tố nhẹ nhàng thôi thì nó khác. Còn những cái laser xâm lấn như là laser fractional, đốt bằng cái laser carbonic thì cái đó nó xâm lấn thì mình sẽ chăm sóc như một vết thương, như đã nói ở trên. Tức là mình phải giữ cho chỗ đó khô sạch, giữ cho chỗ đó được dinh dưỡng tốt. Và còn một cái nữa đó là chống nắng kỹ. Nếu mà là cái chỗ laser của các bạn, hoặc là cái chỗ đó nó tạo mài sau khi mà mình làm, thì có thể là bôi cái thuốc sát khuẩn, giữ cho cái mài đó nó tồn tại, đừng tự gỡ đi. Và sau khi cái mài rơi ra rồi thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ có những cái chăm sóc, những cái bước kế tiếp. Những lưu ý khi chăm sóc da sau các thủ thuật thẩm mỹ: hạn chế hoạt động dưới nắng, sử dụng kem chống nắng có hàm lượng SPF 30 trước khi ra nắng ít nhất 30 phút, hạn chế sử dụng mỹ phẩm và sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạnh hoặc những kem dưỡng da có tính bào mòn da, hàng ngày chỉ vệ sinh da bằng nước lạnh. Chỉ cần thực hiện chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, uống đủ nước, ăn nhiều trái cây, ngủ đủ giấc. Cái việc mà chăm sóc sau khi mà điều trị nó còn quan trọng rất là nhiều, tại vì nó tác động đến cái việc mà cái ca điều trị đó có thành công hay không thành công. Cho nên là quý vị không được lơ là cái việc chăm sóc da sau đó nha. Xin được cảm ơn bác sĩ Võ Thị Bạch Sương đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược. Và xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21:50 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.